bản tin TBS Express trên kênh Thời báo sự thật. Bất trầm kính chào quý vị. Nếu quý vị yêu mến và ủng hộ TBST, xin hãy bấm nút thích và đăng ký vì nó có lợi cho thuật toán của YouTube để giúp kênh. Nếu quý vị đã đăng ký theo dõi thì hãy kiểm tra lại xem mình có còn đăng ký hay không vì đã có những lý do khách quan mà TBST đã bị hủy đăng ký người dùng trong quá khứ. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chương trình ngày 21 tháng 3 bao gồm những nội dung chính như sau hàng chục nhân viên tòa Bạch Ốc đột ngột bị đình chỉ, yêu cầu từ chức. Nga sẵn sàng cho hoàn cảnh xấu nhất về chiến tranh lãnh với Mỹ. Đàm phán Mỹ-Trung gay gắt ngay từ đầu, quy tội nhau cướp diễn đàn, diễn kịch. Và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo một báo cáo vào hôm thứ Năm ngày 19 tháng 3, hàng chục nhân viên tòa Bạch Ốc đã bị đình chỉ, yêu cầu từ chức hoặc buộc phải tham gia một chương trình làm việc từ xa vì một hành vi mà chính quyền Biden từng nói sẽ không dùng để loại bỏ họ. Và chính phó tổng thống Harris cũng đã thừa nhận mình có hành vi này. Tờ Daily Beast đã đưa tin, các nhân viên bị cho rời vị trí lần này là do đã sử dụng cần sa trong quá khứ. Theo ba người biết thông tin về vấn đề này đã nói về sự kiện giấu tên. Những nhân viên từng sử dụng cần sa để giải trí ở một trong 14 tiểu bang, nơi mà cần sa là hợp pháp, cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Cần sa vẫn là bất hợp pháp theo luật liên bang. Các nhân viên trẻ của tòa bản ốc đã tiết lộ việc sử dụng cần sa của họ trong một tài liệu chính thức mà họ được yêu cầu điền vào như là một phần của quá trình kiểm tra lý lịch để làm việc tại đây. Các nhân viên cáo buộc rằng họ đã được các quan chức trong chính quyền của Biden đảm bảo rằng việc sử dụng cần sa để giải trí không phải là yếu tố làm mất tư cách cầm chức. Họ được cho là hài lòng rằng chính quyền Biden rất cởi mở về vấn đề sử dụng cảnh sa. Một cựu nhân viên khác đã nói thêm không có bất kỳ giải thích nào trong các cuộc gọi do Giám đốc Quản lý và Điều hành Tòa Bạch Ốc Anna Philippich quản lý. NBC News đã đưa tin vào tháng 2 rằng việc sử dụng cảnh sa sẽ trở lại là một yếu tố loại bỏ những người nộp đơn vào các vị trí chủ chốt của Tòa Bạch Ốc. Một số ứng viên đã sử dụng cần sa trên cơ sở hạn chế có thể được sự miễn trừ nếu các vị trí họ ứng tuyển không yêu cầu các tiêu chuẩn an ninh. Thật là trùng hợp, một người trong tòa bạch Ấp đã sử dụng cần sa trong quá khứ là Phó Tổng thống Kamala Harris. Vào tháng 2 năm 2019, bà Harris xuất hiện trong chương trình trò chuyện radio The Breakfast Club có trụ sở tại New York và nói về việc sử dụng cần sa. Người đồng dẫn chương trình Kalamit Thagot hỏi Harris liệu bà có phản đối việc hợp pháp hóa cần xa hay không? Tôi vẫn hay nửa đùa nửa thật về điều này. Một nửa gia đình tôi đến từ Jamaica. Bạn đang đùa tôi sao? Bà Harris đáp lại trong khi cười lớn. John Harris, cha của Kamala đã bị xúc phạm bởi lời nhận xét của con gái về việc người Jamaica hút cần xa và tuyên bố. Nói cho bản thân tôi và gia đình Jamaica trực tiếp của tôi, chúng tôi muốn tắt mình ra khỏi hành vi này. Câu nói của Harris về việc người Jamaica hút cần xa là một cách rõ ràng. Kamala Thagot sau đó đã hỏi Kamala rằng bà đã bao giờ hút cần sa hay chưa và bà trả lời Tôi có và tôi đã hít, tôi đã hít. Đó là vào một thời điểm khá lâu trước đây, nhưng có. Bà nói rằng đã sử dụng cần sa ở trường đại học. Nga sẵn sàng cho hoàn cảnh xấu nhất về chiến tranh lạnh với Mỹ. Reuters đưa tin, Điện Kremlin hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 3 cho biết, Moscow luôn hy vọng điều tốt nhất nhưng cũng đã sẵn sàng cho điều tệ nhất khi được hỏi về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Nga. Khi được hỏi về nguy cơ chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Nga hôm 19 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cho biết Tất nhiên, chúng tôi luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất, xong cũng đã sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất. Ông Peskov nói thêm, về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ mong muốn và duy trì quan hệ, nhưng tất nhiên chúng tôi không thể nào làm ngơ trước những bình luận của Biden. Phát ngôn viên của Điện Kremlin đề cập đến cuộc phỏng vấn của Tổng thống Mỹ với đài ABC hôm 17 tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn này, khi phóng viên hỏi ông Joe Biden có coi người đồng cấp Vladimir Putin là kẻ giết người hay không, ông đã trả lời, tôi không nghĩ như vậy đâu. Người đứng đầu tòa Bạch Ốc còn dọa Tổng thống Nga sẽ phải trả giá vì can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11 năm 2020. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp lại vào ngày 18 tháng 3 trên sóng truyền hình quốc gia cho biết rằng: "Chúng ta luôn luôn nhận ra những nét riêng của chính mình nơi người khác và nghĩ người khác cũng giống như là con người thật của mình. Và do đó chúng ta hay đánh giá các hoạt động của một người rồi phê bình họ." Ngoài ra Putin có ý nghĩa nhắc tới tuổi tác của nhà lãnh đạo Mỹ 78 tuổi, tổng thống Nga nói thành thật chúc Biden sức khỏe tốt. Sau lời phát biểu của tổng thống Mỹ, Moscow đã triệu hồi đại sứ nga ở Washington về nước để mà tham vấn. Putin cũng đưa ra đề nghị trò chuyện trực tiếp với Biden trong thời gian tới. Song Biden từ chối trả lời báo giới về khả năng đối thoại với người đồng cấp tại nga. Trong tuyên bố hôm 19 tháng 3, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết ông Putin vẫn để ngỏ lời đề nghị đàm phán, sẵn sàng thu xếp thời gian sao cho thuận tiện với ông Biden. Song Điện Kremlin cũng cảnh báo lời đề nghị sẽ không tồn tại vô thời hạn đàm phán Mỹ Trung gay gắt ngay từ đầu, quy tội nhau cướp diễn đàn, diễn kịch. Cuộc đàm phán cấp cao Mỹ Trung đầu tiên của chính quyền Biden đã bắt đầu một cách nảy lửa vào hôm thứ năm ngày 18 tháng 3 với việc cả hai bên đều phản đối gay gắt chính sách của nhau. Cuộc họp mà Rutter mô tả là một màn trình diễn hiếm hoi nhấn mạnh mức độ căng thẳng song phương. Chúng tôi sẽ thảo luận về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi đối với các hành động của Trung Quốc, bao gồm ở tân cương hồng kông đài loan và các cuộc tấn công mạng vào hoa kỳ sự cấm bức kinh tế của đồng minh chúng tôi ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken đã nói với người đồng cấp trung quốc trong khi rào đón một cách bất thường trước ống kính máy quay trước thêm cuộc họp ở Anchorage, alaska sau chuyến thăm của các quan chức mỹ tới đồng minh nhật bản và hàn quốc đã được đánh dấu bằng một loạt động thái của washington cho thấy họ đang có lập trường cứng rắn và nói chuyện thẳng thắn với bắc kinh Chính quyền Biden đã nói rõ rằng họ đang tìm kiếm một sự thay đổi trong hành vi từ Trung Quốc. Quốc gia bày tỏ rằng hy vọng sẽ thiết lập lại mối quan hệ đã trở nên tồi tệ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, đã trả lời bằng một bài phát biểu dài 15 phút bằng tiếng Trung, trong khi phía Hoa Kỳ chờ bản dịch, đã kích những gì ông nói là đấu tranh giành chủ của Hoa Kỳ, đối xử kém với người thiểu số, chỉ trích các chính sách ngoại thương và thương mại Mỹ. Ông Dương nói rằng, Hoa Kỳ sử dụng lực lượng quân sự và quyền bá chủ tài chính của mình để thực hiện quyền tài phán dài hạn, đàn áp các quốc gia khác. Mỹ lạm dụng cái gọi là quan niệm về an ninh quốc gia để cản trở thương mại bình thường, kích động một số quốc gia tấn công Trung Quốc. Suốt đoạn độc thoại của ông Dương, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Sullivan và các quan chức khác trong phái đoàn truyền tay nhau những giấy ghi chú. Cuối cùng, thì ông Blinken đã hội ý các nhà báo có mặt trong phòng để giúp ông đưa ra phản ứng. Điển hình là vài phút phát biểu khai mạc trước các nhà báo về cuộc họp cấp cao kéo dài hơn 1 giờ. Hai phái đoàn đã tranh cãi về thời điểm giới truyền thông nên đi ra khỏi phòng họp. Sau đó, Hoa Kỳ lại cáo buộc Trung Quốc là cướp diễn đàn, trong khi truyền thông Trung Quốc đổ lỗi cho các quan chức Hoa Kỳ là nói quá lâu và không có hiệu khách. Cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm nghị thức ngoại giao với việc một quan chức Hoa Kỳ cho biết. Ban đầu, cả hai đã nhất trí phát biểu mở đầu 2 phút cho mỗi trưởng phái đoàn. Phái đoàn Trung Quốc dường như đã đến với chủ đích là cướp diễn đàn tập trung và diễn đóng kịch trước công chúng hơn là thực chất. Vị quan chức này nói với các phóng viên tại khách sạn Anchorage, nơi cuộc họp diễn ra, và bổ sung, các bài thuyết trình ngoại giao cường điệu thường nhắm vào khán giả trong nước. Nhiều cư dân mạng trên phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc đã nói, các quan chức Trung Quốc đang làm tốt ở Alaska và phía Hoa Kỳ không thể hiện sự chân thành. Một số người mô tả của đàm phán Mỹ-Trung lần này như là đại tiệc Hồng Môn Yến, một sự kiện lịch sử diễn ra cách đây 2.000 năm, khi đó phe hạng vũ đã mời Lưu Bang đến dự tiệc ám sát ông ta. Tuy nhiên, hai bên đã chịu tập lại cho một cuộc họp khác vào tối thứ Năm và một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói rằng phiên họp đầu tiên là thực chất, nghiêm túc, thẳng thắn diễn ra tốt đẹp hơn 2 giờ được phần bổ ban đầu. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo sự thật một lần nữa bích trâm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo